Quý vị đang xem chương trình trên kênh tin tức tổng hợp Việt News. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay. Nóng, Tô Lâm phá bể lò, Nguyễn Phú Trọng la làng trả danh dự lại cho tôi. Kính thưa quý vị, cụm từ đốt lò nó đã được gắn liền với tên tuổi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là con trai của ông Nguyễn Phú Nội. Dù sau khi ông này chết đi thì chỉ cần nhắc đến câu từ lò hay là đốt lò thì người ta cũng liên tưởng ngay đến cái lò tôn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này đã xây dựng nên. Ban đầu thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này chỉ muốn copy chiến dịch đã hủ diệt rồi từ bên Trung Quốc để đưa về Hà Nội để làm cái thương hiệu riêng cho mình, để đổi tên là đốt lò, cũng giống như câu chuyện của ông Hồ Chí Minh học theo bài của Stalin và Mao Trạch Đông cải cách ruộng đất trong thời gian trước đây. Ông này cũng rất tính toán khi biết rằng với chiến dịch đốt lò này thì người dân sẽ nhiệt tình ủng hộ vì các giới quan chức đã thối nát đến tận cùng trong xã hội của Việt Nam hiện nay. Có thể nói phiên bản đã hủ diệt rồi của Tập Cận Bình khi mới được áp dụng tại Việt Nam nó còn thành công hơn cả là bản gốc của Bắc Kinh. Điều này đã khiến cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiếm được cảm tình của không ít người dân Việt Nam. Nhiều người ô mê cho rằng Bác Trọng đã chống tham nhũng quá hay, nhưng cuối cùng rồi cái mã cha của Nguyễn Phú Trọng cũng bị xới tung. Mặc dù là ông này chỉ mượn khẩu hiệu chống tham nhũng để thực hiện mưu đồ thanh trừng trong nội bộ chính trị của mình, nhưng nhìn về bề nổi, người dân vẫn tin tưởng rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này đã trong sáng như pha lê. Cây kim trong bọc dù có giấu kỹ đến mấy thì cũng đến lúc nó phải lòi ra. Giờ đây khi mà cả bộ máy chính trị làm nên thương hiệu đốt lò nổi tiếng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị tan rã đi thì những vấn đề trước đây nó vẫn che giấu đi, nay lại được phơi bày ra hết. Khi mà Tô Lâm không còn kiên nhẫn với sự tham quyền cố vị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, con trai của ông Nguyễn Phú Nội này nữa, thì ông này đã bóc phốt ra tất cả những vấn đề mà Nguyễn Phú Trọng trước đây đã lừa bịp đối với nhân dân. Thế là vụ sai phạm đất đai ở Sibutra được công khai trên báo chí truyền thông nhà nước, và vụ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận bức tượng vàng rồng để làm ngơ cho Formosa của Võ Kim Cự trong vụ án đầu độc biển miền Trung bị tung ra cho báo chí tự do biết vấn đề như vậy. Vậy mà bao lâu nay người dân vẫn tưởng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này là trong sạch, người ta cứ cho rằng một Bác Trọng, hai Bác Trọng và Bác Trọng đã chống tham nhũng quá hay. Nhưng như chúng tôi đã nói với quý vị là cái mã cha của Nguyễn Phú Trọng đến giờ phút này cũng bị xới tung. Hóa ra ông này cũng bẩn giống như những người khác, mà thậm chí là so với mức độ bẩn bựa thì ông này còn bẩn bựa hơn rất nhiều lần. Vì trên thực tế các nhân vật lãnh đạo cấp cao khác của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nhúng chàm và sai phạm rồi sau đó ăn ngập mặt rồi im lặng đi để che giấu đi hành vi. Nhưng đối với Nguyễn Phú Trọng thì khác, sau khi đã ăn trọn, ăn ngập mặt rồi thì Nguyễn Phú Trọng lại sử dụng quyền lực của mình để thâu tóm trong bộ vây chính trị và tỏ vẻ ra mình là một người thanh liêm. Vậy thì việc ông này dựng nên cái lò tôn nổi tiếng để đốt củi tham nhũng không phải là mượn danh chống tham nhũng để thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đó nó là cái gì? Chống tham nhũng là biểu hiện của sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng rất nhiều quan chức cấp cao đã bị ngã ngựa mà chỉ bị kỷ luật về mặt đảng chứ không phải bị pháp luật sờ gáy, như Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, Đinh Tiến Dũng, v.v. đều không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước pháp luật và trước đảng nhân dân. Hơn thế nữa, câu chuyện tự kiểm điểm, tự phê bình hoặc là kiểm điểm sâu sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam đến gần cả trăm năm khiến cho người dân trong đất nước Việt Nam ngứa mắt. Tội rất nặng nhưng chỉ cho thôi chức với những kết luận rất chung chung để lừa bịp người dân, như vi phạm những điều đảng viên không được làm là vi phạm cái gì thì cũng không nói, còn điều không được làm gì thì vẫn giấu nhẹm đi, rồi lại đưa ra cái cụm từ chịu trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng đứng cái đầu gì thì nhân dân cũng không biết được. Điều này cho thấy rất rõ ràng, đây nó chỉ là một võ đài đánh nhau đối thủ rớt khỏi ghế để giành chức mà thôi, chứ chẳng phải là trừng phạt họ dựa trên luật pháp. Giống như câu nói của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, con trai của ông Nguyễn Phú Nội đã từng nói trước đây: anh nào đã lỡ trót nhúng chàm rồi thì thôi đi, trả lại số tiền đó đi, tôi sẽ tha cho hoặc tôi sẽ xử nhẹ cho. Pháp luật chống tham nhũng không chống theo pháp luật mà chống theo ý kiến chủ đạo của một mình con trai của ông Nguyễn Phú Nội thì có vẻ hơi căng. Đáng nói thẳng ra là bao lâu nay cái gọi là lò tôn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, con trai của ông Nguyễn Phú Nội này, chẳng qua nó chỉ là một võ đài mà thôi, nhưng lại gắn cho cái mỹ từ là chống tham nhũng khiến cho người dân trong đất nước Việt Nam phải lầm tưởng trong suốt một thời gian dài. Chính người lập võ đài này đã gắn cho cái tên mỹ miều ấy
Nhưng giờ đây chính người sáng lập ra cái lò này cũng đang bị phế mất chức vô địch, vì tấm bảng kia cũng bị rơi xuống bởi vì Tô Lâm chơi một hình thức là phá bể lò, khiến cho Nguyễn Phú Trọng danh dự bị mất hết đi. Với tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xem như thời của ông này đã kết thúc sớm. Mà cho dù ông này còn sống và còn đi, vấn đề chức chạy quyền của ông này vẫn còn đi nữa, thì cái lò ngày nào giờ này nó đã trở thành một võ đài hỗn loạn, không có luật lệ gì, và điều đặc biệt hơn, nó chỉ còn lại những miếng sành sứ vỡ toan mà thôi. Nhiều phe cánh nổi lên và đánh nhau không có hồi kết. Một điều chắc chắn là cuộc đời của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể tàn, nhưng cái di sản mà ông này để lại thì nó không tàn chút nào, nó vẫn còn đó và phát triển mãi mãi đến những ngày hôm sau. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tự mình chen chân vào Đảng ủy Công an Trung ương và khiến cho cái bộ máy này đến giờ nó rối bận rối tung, chẳng biết là ai là thủ trưởng, ai là cấp dưới. Rồi đến giờ phút này, ông ta để lại cái di sản lò của ông, trong khi hàng loạt những nhân vật tay chân bộ sậu của ông rụng đài, và đặc biệt ông ta ngồi lì trên chiếc ghế Tổng Bí thư đến 3 nhiệm kỳ, đến giờ là một tiền lệ xấu cho các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khác đang ngồi lên. Những trận đấu sinh tử đang ngày một nhiều hơn và mức độ nó cũng khốc liệt hơn. Các đối thủ không cần phải giấu giếm gì nữa mà công khai tung tin cho báo chí tự do tha hồ khai thác về vấn đề những sai phạm của các lãnh đạo trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ khối ung nhọt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thời kỳ tự bị hủy hoại, và mùi hôi thối của nó sập ra bên ngoài, không ai ngửi thấy, cho dù nó có bị che đậy vấn đề đến cỡ nào thì người ta cũng nhìn thấy những vết u nhọt này nó đang lở loét càng ngày. Với bộ máy tuyên truyền khổng lồ có đến 800 tờ báo độc quyền tô vẽ, thế nhưng những nét vẽ ấy nó không thể nào che lấp được những gì thực chất đang diễn ra ở bên ngoài. U nhọt nó đã thành từ rất lâu. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là một người cầm cái kim chọc cho nó lở loét ra mà thôi. Hậu thời kỳ của Nguyễn Phú Trọng là một Đảng Cộng sản hôi thối, không thể nào che đậy được nữa. Trong khi đó thì đây là nét đặc trưng của văn hóa chính trị tự do và không tự do. Mọi người dân đều quen với nền văn hóa chính trị này. Trong cái chế độ độc Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan tuyên giáo là bộ máy truyền thông do Đảng quản lý, chịu trách nhiệm và giữ hình ảnh đẹp đẽ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ và các lãnh đạo. Nhưng ngày nay, cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong giới chốt bu của Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang càng ngày càng khốc liệt đối với các quan chức chỉ ở tầm ủy viên trung ương như một số bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, vân vân. Thì sau khi tìm ra xăng sâu, tìm ra chứng cứ phạm tội là cơ quan của Bộ Công an tiến hành bắt giữ ngay, và họ không cần chiến dịch tuyên truyền bôi xấu, vạch ra những vụ tham nhũng trước khi khởi tố vụ án. Nhưng đối với các đối thủ chính trị ở cơ quan quyền lực cao nhất trong bộ chính trị, ban bí thư khi muốn hạ bệ đối thủ, điều mà tiến hành chiến dịch tuyên truyền bôi xấu, vạch ra những vụ tham nhũng của đối thủ, nhưng họ không thể trực tiếp sử dụng bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên các cơ quan truyền thông đang quản lý này và họ tận dụng tốt ưu thế của truyền thông mạng xã hội, thậm chí là họ còn ngầm đưa tin cho các thế lực thù địch trong mặt kép, những người bất đồng chính kiến ở hải ngoại để đưa thông tin về vấn đề này. Mục đích là làm cho đối thủ chính trị và gia đình của họ lâm vào trong khủng hoảng, lo lắng. Các đối thủ chính trị bị mất hết uy tín trong đảng và trong nhân dân. Sau khi vờn cho ông chủ tịch chính trị, đó là ông Vương Đình Huệ ra đi. Và đó là một ví dụ điển hình với những câu chuyện của ông Vương Đình Huệ. Hiện nay thì cuộc tranh giành quyền lực giữa hai nhân vật có thế lực nhất, đó là Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm, thì đang rơi vào giai đoạn quyết liệt. Phe của ông chủ tịch nước Tô Lâm đã tung lên mạng những dự án Sibutra từ 20 năm trước. Trong dự án này, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đớp, và đớp rất nhiều, đặc biệt là đớp hơn 50kg vàng ròng trong vụ án Formosa nữa. Qua đó thì phe của Tô Lâm đã hủy hoại hoàn thành danh dự uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng ngược lại, phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dù đang nằm trên giường bệnh cũng cố kêu gào để bạch hóa cho những sai phạm của Tô Lâm trong vụ án Mobile Phone mua AVG đã bị xét xử từ năm 2019, cách đây rất lâu. Trong vụ này, Tô Lâm cũng đã đớp, và đớp rất dày, rất đậm, bởi vậy nên mới nói một câu rõ ràng thẳng thừng rằng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chả tên mặt giặc nào mà được trong sạch để xứng đáng lãnh đạo người dân trong đất nước Việt Nam cả. Việc nhân vật đứng đầu đảng là chế độ và Chủ tịch nước Tô Lâm hay là ông Tổng Bí thư dùng mạng xã hội để công kích bôi nhọ lẫn nhau thì đến giờ phút này mới thấy được cái giá trị sử dụng của mạng xã hội. Mạng xã hội đang phát triển rất lớn. Điều đó cũng có nghĩa là chế độ Cộng sản Việt Nam đang từng ngày xích gần lại đến giai đoạn cáo chung. Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo.
Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.